Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hai con đập ở thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ của khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc đã bị vỡ sau mưa lớn. Tại thành phố này, 16.660 người đã bị ảnh hưởng và 21.774 hecta đất trồng trọt bị ngập lụt. Hôm vừa qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay hai con đập ở khu tự trị Nội Mông ở Tây Bắc nước này đã bị vỡ sau mưa lớn. Vụ việc này đã nêu bật các rủi ro về an toàn đến từ những cơ sở hạ tầng cũ kỹ trong mùa lũ, theo hãng tin Reuters. Hai con đập trên đều nằm ở thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ của Nội Mông, bị vỡ vào chiều thứ Ba. Hai con đập này hình thành các hồ chứa với tổng dung tích nước là 46 triệu mét khối. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, người dân sống ở khu vực phía dưới hai con đập đã được sơ tán và đến nay chưa rõ số người thương vong. Video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cảnh một trong hai con đập này bị nước cuốn đi hoàn toàn, khiến các cánh đồng gần đó bị nước lũ nhấn chìm. Nhân dân Nhật Báo cũng đã đăng video cho thấy cảnh vỡ đập. Cuối tuần qua, thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ hứng lượng mưa trung bình 87mm, trạm quan sát Morien Dawa lại hứng chịu lượng mưa tới 223mm. Chính quyền thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ thông tin trên WeChat rằng có 16.660 người đã bị ảnh hưởng, với 21.774 hecta đất trồng trọt bị ngập nước, cầu và nhiều cơ sở hạ tầng vận tải khác đã bị hư hại. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa nước được sử dụng để điều tiết lũ, sản xuất điện. Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng tới vài khu vực của Trung Quốc những tuần gần đây, trong khi đó châu Âu hứng mưa lớn, lũ lụt, còn Bắc Mỹ nóng kỷ lục. Điều này đã gây thêm nhiều lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu. Mưa lớn và sấm sét đã khiến máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh tại sân bay thành phố Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc. Tại tỉnh này, đường phố biến thành sông, dân ôm cây giữa dòng nước. Mưa lớn gây ngập lụt đang diễn ra tại nhiều nơi của Trung Quốc từ tỉnh Tứ Xuyên tới Sơn Tây, Hà Bắc. Hôm thứ Sáu, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trên một số khu vực rộng ở miền Bắc và miền Trung nước này. Tại thành phố Vũ An thuộc tỉnh Hà Bắc, theo báo cáo Đô thị Phương Nam, một người dân họ Nhiếp chia sẻ với phóng viên rằng trước mắt mưa vẫn rất lớn, đường phố đã bị nước mưa làm ngập lụt, biến thành sông luôn rồi. Video được chia sẻ cho thấy cảnh ngập nước nghiêm trọng tại đây. Xe cộ bị dòng nước cuốn đi, người già bị kẹt lại trên đường và cảnh người dân ôm cây để cứu mình giữa dòng nước chảy xiết. Mưa lớn và sấm sét ở Hà Bắc cũng khiến nhiều máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh tại sân bay của thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh này. Tại thành phố Hãn Châu thuộc tỉnh Sơn Tây, nhiều hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh ô tô di chuyển qua những con đường bị ngập nước. Thành phố Tấn Thành thuộc Sơn Tây đã nâng báo động mưa lớn lên màu đỏ, tức cấp cao nhất. Trong khi đó, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh dự báo lượng mưa tại Bắc Kinh nằm gần tỉnh Hà Bắc sẽ đạt trung bình từ 60 đến 100mm từ 17 giờ chiều thứ Sáu tới 8 giờ sáng Chủ nhật. Cơ quan kiểm soát lũ lụt của Bắc Kinh còn cảnh báo thành phố này sẽ có mưa lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Thông thường, Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm mỗi năm. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, Bắc Kinh đã đóng cửa nhiều điểm du lịch và phát các cảnh báo khẩn cấp tới người dân khi thành phố này được dự báo sẽ hứng trận mưa có thể kéo dài 30 giờ bắt đầu từ chiều thứ Sáu. Hơn 70.000 người bị ảnh hưởng khi mưa lớn gây ngập lụt ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Video được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh tàu thuyền bị dòng nước lũ cuốn trôi. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin từ ngày 9 tới ngày 19 tháng 8, mưa lớn đã diễn ra ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Nhiều video và hình ảnh được đăng tải cho thấy cảnh nhà cửa và ô tô bị ngập nước. Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn và nước dâng cao ở thượng lưu, hơn 10 tàu thuyền, gồm tàu cao tốc và tàu du lịch, đã bị dòng nước lũ cuốn trôi khi các tàu này neo đậu trên một đoạn sông ở thị trấn Tam Giang của thành phố Ba Trung. Trong khi đó, thị trấn Hưởng Than thuộc huyện Bình Xương bị ngập lụt nghiêm trọng. Nước lũ đã phá hủy tay vịn trên cầu Hưởng Than và mực nước tại đây đã đạt tới mức cao nhất trong 10 năm. Lực lượng cứu hộ đã tìm cách đưa những người dân bị kẹt ở vùng trũng thấp tới nơi an toàn. Tại thị trấn Tân Trường thuộc huyện Thông Giang, mưa lớn liên tục đã gây sạt lở đất đá và mực nước sông tăng lên. Từ 8 giờ sáng thứ Tư tới 16 giờ chiều thứ Năm, tại thành phố Ba Trung, lượng mưa ở 216 trạm đo đã vượt 50mm, 144 trạm vượt 100mm, 11 trạm vượt 200mm. Lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại thị trấn Vĩnh An thuộc huyện Thông Giang với 257,1mm.
Theo cơ quan chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán thành phố Ba Chung, tính tới 20 giờ tối thứ năm, có 67 thị trấn tại nhiều huyện bị ảnh hưởng. Mưa lớn đã gây ra ngập lụt, ảnh hưởng tới 71.879 người và gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp tới 108,9 triệu nhân dân tệ, khoảng 386 tỷ đồng. Thưa quý vị, quân đội Trung Quốc đã cho nổ một con đập để xả nước lũ khi nó đe dọa một trong những tỉnh đông dân nhất của mình. Sự việc diễn ra trong bối cảnh số người chết trong trận lũ này tăng lên tới ít nhất 25 người, số người chết tiếp tục tăng. Trung Quốc cho nổ tung đập để phân lũ. Việc cho nổ một con đập diễn ra vào đêm thứ năm tại thành phố Lạc Dương, ngay khi lũ nghiêm trọng tràn ngập thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, khiến người dân đang mắc kẹt trong hệ thống tàu điện ngầm, các trường học, căn hộ và văn phòng. Trong một cuộc họp báo, các quan chức tỉnh cho biết thêm 7 người khác bị mất tích, giao thông và các công việc đã bị gián đoạn trên toàn tỉnh. Mưa lớn biến đường phố thành dòng sông chảy xiết, cuốn trôi xe ô tô và tràn vào nhà dân. Ít nhất 10 chuyến tàu chở khoảng 10.000 hành khách đã bị tạm dừng, trong đó có 3 chuyến phải dừng trong hơn 40 giờ, theo tạp chí Caixin. Bộ Giao thông Vận tải cho biết một số đoạn của 26 đường cao tốc đã bị đóng cửa do mưa. Một vụ mất điện đã khiến các máy thở tại bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu buộc nhân viên phải sử dụng túi khí bơm tay để giúp bệnh nhân. Hơn 600 bệnh nhân ở đây đang được chuyển viện. Trong khi đó, bão Infa đã suy yếu nhẹ vào sáng thứ Bảy trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương khi nó ảnh hưởng tới các khu vực của Nhật Bản. Dự kiến cơn bão này sẽ mạnh lên và có khả năng tấn công Đài Loan và các khu vực của Trung Quốc vào cuối tuần này. Trong những ngày gần đây, thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã phải hứng chịu tình trạng mưa lũ nghiêm trọng và thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Vì vậy mà sự quan tâm của dư luận nước này hầu hết đều đang tập trung vào tình hình tại đây. Tuy nhiên, cũng lợi dụng tình hình đặc biệt này mà có không ít tin giả, tin đồn thất thiệt đã tung ra nhằm mục đích câu view, câu like, gây hoang mang dư luận. Dưới đây là một vài thông tin sai sự thật đã được chính quyền địa phương công khai đính chính. Vào tối ngày thứ Năm vừa qua, một đoạn video đã được lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung với tiêu đề Cá sấu ở thủy cung thành phố Trịnh Châu đã thoát ra ngoài. Có một số hình ảnh còn được cắt ra từ clip còn ghi lại cảnh cá sấu cắn một thi thể nữ chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, qua xác minh, video và những hình ảnh nói trên thực chất ghi lại sự việc xảy ra vào ngày thứ Sáu ở Mexico. Theo đó, một phụ nữ tại đây đã bị cá sấu tấn công khi đang giặt quần áo bên sông và đã không may qua đời. Không khó để nhận ra rằng, ngôn ngữ xuất hiện trong video nói trên hoàn toàn không phải là tiếng Trung. Và ngay sau khi sự việc xảy ra tại Mexico, video này đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội nước ngoài từ thời điểm đó. Cũng vào tối ngày thứ Năm, một đoạn video khác chỉ dài vòn vẹn 4 giây đã được lan truyền với nội dung khẳng định thủy cung Huỳnh Dương đã bị tàn phá nghiêm trọng. Những con cá mập tại đây đã thoát ra ngoài và đang vùng vẫy trong dòng nước lũ ở trên phố. Tuy nhiên, qua xác minh, đây thực chất không phải là một đoạn video đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội nước ngoài từ trước đó. Video gốc có tiếng Nga và có thời lượng 6 giây. Sau khi tra cứu số điện thoại xuất hiện trong video thì không khó để nhận ra sự việc này thực chất xảy ra ở Nga. Các thành phần tung tin giả đã sử dụng video nói trên để nhằm mục đích gây hoang mang dư luận Trung Quốc. Hạ lưu sông Hoàng Hà có một đoạn sông với lòng sông thậm chí còn cao hơn so với độ cao mực nước biển của Trịnh Châu. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới việc thoát nước của thành phố này. Trịnh Châu tuy ở ven sông Hoàng Hà nhưng lại được xếp vào vùng nằm ở lưu vực sông Hoài. Do địa thế đặc biệt, những con sông chảy qua đâu sau cùng cũng đều sẽ chảy ra sông Hoài chứ không chảy ra sông Hoàng Hà. Do đó, tin đồn sông Hoàng Hà gây ảnh hưởng tới công tác khắc phục tình trạng ngập lụt ở đây là sai sự thật. Thưa quý vị, vụ lở đất xảy ra sớm nay ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã khiến 100 người mất tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay hơn 100 người mất tích sau vụ lở đất xảy ra sáng sớm ngày thứ Hai vừa qua ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay khoảng hơn 40 ngôi nhà ở huyện Mậu đã bị phá hủy. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Theo chính quyền địa phương, vụ lở đất xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng thứ Hai theo giờ địa phương. Mưa lớn khiến đất đá từ một ngọn núi ập xuống làng Tân Ma. Những bức ảnh đăng trên tài khoản Twitter của báo People Daily cho thấy các xe ủi đất đang di chuyển những tảng đá đất lớn trong nỗ lực giải cứu người bị nạn. Vụ lở đất xảy ra ở khu vực miền núi nằm gần sông Dân, được biết đến với những thành trì đá cổ. Những khu rừng rậm rạp, những dòng suối và thung lũng, lở đất là mối đe dọa thường trực đối với những miền nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt trong thời kỳ mưa lớn. Đây không phải là vụ sạt lở đất nghiêm trọng đầu tiên xảy ra ở Trung Quốc trong năm nay. Hôm thứ Bảy, 12 người đã thiệt mạng khi 3.000 mét khối đất đá ập xuống sườn dốc phía sau một khách sạn 3 tầng ở tỉnh Hà Bắc. Kiều Đại Soái, 26 tuổi, nhà ở rìa làng Tân Ma, huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên.
vợ anh là Tiêu Yến Xuân mới sinh con nhỏ, cậu bé Kiều Đạo Thần hôm thứ Hai mới được 38 ngày tuổi. Khoảng 5 giờ 40 phút, đại soái và vợ nghe tiếng con trai khóc bèn tỉnh dậy kiểm tra và thay tã cho bé. Anh bỗng nghe thấy tiếng động lạ ngoài nhà. Tôi nghe như tiếng nhà sập, đại soái nhớ lại. Hai vợ chồng lập tức ôm con chạy ra ngoài nhưng không kịp, đất đá đổ xuống chôn vùi cả ba người phía dưới. Bé Đạo Thuần được y bác sĩ chăm sóc trong viện, đại soái và vợ bất tỉnh cho tới khi được nhân viên cứu hộ giải cứu lúc 6 giờ 50 phút. Tới 10 giờ hơn, hai vợ chồng và bé Đạo Thuần mới tới được bệnh viện, cả ba chỉ bị xây xước, không có vết thương nghiêm trọng. Khoảng 6 giờ sáng ngày thứ Hai, một phần của một ngọn núi ở Tây Tạng và khu tự trị dân tộc Khương, Tứ Xuyên sạt lở chôn vùi 40 ngôi nhà trong làng Tân Ma, khiến ít nhất 141 người mất tích. Chính quyền Trung Quốc đã điều động hơn 500 nhân viên cứu hộ và máy bay trực thăng máy xúc tới hiện trường lở đất. Kính thưa quý vị khán giả, nếu có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!